Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chương Elicitation and Collaboration. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Conduct Elicitation. Chúng ta có thể tạm dịch là thực hiện khơi gợi yêu cầu. Các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là Conduct Elicitation là gì? Mục đích của nó là để chúng ta rút ra được kết luận, rút ra được thông tin khám phá và xác định các thông tin liên quan đến sự thay đổi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta muốn thay đổi chúng ta muốn phát triển chúng ta muốn làm bất kỳ một cái điều gì thì chúng ta cũng phải có cái thông tin có những cái yếu tố mà chúng ta cần xem xét đầy đủ các cái khía cạnh đầy đủ các yếu tố cốt lõi để mà chúng ta có thể tạo nên cái sự thay đổi chứ không phải chúng ta thích gì chúng ta thay đổi đó không phải chúng ta muốn gì chúng ta cũng thay đổi có thể được các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có ba cái việc mà chúng ta khơi gợi yêu cầu thì cái đầu tiên các bạn sẽ thấy là collaborative thì collaborative nó liên quan tới việc là chúng ta hợp tác chúng ta trao đổi trực tiếp với các bên liên quan và dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn khả năng khóa nát của họ thì cái này các bạn cũng thấy rất là dễ hiểu là chúng ta trao đổi chúng ta nói chuyện thôi tiếp theo đó là research đó là nghiên cứu thì liên quan tới việc khám phá và nghiên cứu một cách có hệ thống thông tin từ các tài liệu hoặc các nguồn không được các bên liên quan trực tiếp biết đến liên quan tới những cái thay đổi này các, các bên liên quan vẫn có thể tham gia vào nghiên cứu nghiên cứu có thể bao gồm phân tích dữ liệu dữ liệu của lịch sử nghiên cứu về mặt hồ sơ giấy tờ nghiên cứu về mặt những cái kết quả báo cáo nghiên cứu về những cái journal nghiên cứu về những cái nội dung về mặt luật pháp vân vân thì các bạn sẽ thấy là nói về cái nghiên cứu này đòi hỏi chúng ta là một ba chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để mà chúng ta đọc sách báo nghiên cứu trao dồi thông tin à, mình thấy có khá nhiều bạn ba rất là lười đọc sách có rất nhiều bạn ba rất là lười nghiên cứu thì các bạn là ba trừ phi là các bạn làm gia công phần mềm thôi thì các bạn sẽ thấy là cho dù các bạn làm rổ đất hay là các bạn làm gia công phần mềm đi chăng nữa làm gia công rổ đất đi chăng nữa thì tất cả mọi người đều phải đọc tài liệu các bạn không nghiên cứu tài liệu các bạn không quan tâm không đọc kỹ từng chữ từng chữ trong tài liệu nghiên cứu phân tích nó cho kỹ thì các bạn sẽ làm sai mình thấy có rất nhiều bạn ba rất là hời hợt hoặc là các bạn kiểu là nói cho nhanh gọi điện thoại cho nhanh vân vân các bạn rất là lười đọc cho nên đây là một trong những điểm mà gây cản trở nên cái con đường phát triển của các bạn rồi cái Elicitation tiếp theo các bạn sẽ thấy là nó experiment tức là thử nghiệm Ý là ở đây là các bạn phải có đặt ra những cái kịch bản, đặt ra những cái nội dung để mà chúng ta thử nghiệm, chúng ta test, chúng ta đưa ra những cái tình huống cụ thể vân vân. Chúng ta có thể thấy là thử nghiệm nó thể giúp khám phá các cái thông tin liên quan tới con người, liên quan tới tài liệu mà chúng ta không thể nào tìm kiếm được từ các giấy tờ, các hồ sơ, các cái tài liệu mà chúng ta đã đọc các cái thực nghiệm này bao gồm các nghiên cứu quan sát nè chứng minh khái niệm nè và các bạn có thể thấy là chúng ta còn có rất nhiều cái kỹ thuật mà thực nghiệm khác mà các bạn có thể sử dụng để mà tạo ra cái, cái kết quả mong muốn có thể các bạn có thể kết hợp một hoặc nhiều các kỹ thuật khơi gợi để mà các bạn có thể đạt được một kết quả mong muốn các cái bên liên quan có thể hợp tác trong việc khơi gợi yêu cầu này bằng cách tham gia vào quá trình khơi gợi cũng như là hỗ trợ các cái hoạt động nghiên cứu học tập cung cấp phản hồi về tài liệu hệ thống mô hình giao diện vân à, thì các bạn sẽ thấy là nói về cái việc mà chúng ta thực hiện khơi gợi nó bao gồm các cái khía cạnh nói chuyện các cái cạnh nghiên cứu đọc tài liệu các cái khía cạnh quan sát rồi testing vân vân không phải là các bạn chỉ đơn thuần là chúng ta nghiên cứu một mình mà chúng ta phải có một cái sự kết hợp với các bên liên quan để mà đảm bảo được cái, cái kết quả khơi gợi cái kết quả mà các bạn thu thập rồi nói về cái sơ đồ mà chúng ta xử lý liên quan tới elicitation các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần cái elicitation activity plan chúng ta cần cái bộ kế hoạch hành động về mặt khơi gợi về mặt thu thập yêu cầu nó bao gồm các cái hoạt động các cái kỹ thuật đã được lên kế hoạch tới kế hoạch hành động kế hoạch hậu cần ví dụ là ngày giờ địa điểm nguồn lực chương trình nghị sự vân vân phạm vi của hoạt động khơi gợi và các nguồn thông tin các bạn sẵn có các bạn sẽ thấy là tất cả mọi hoạt động liên quan tới ba chúng ta đều phải có cái sự chuẩn bị chúng ta đều phải có cái lên kế hoạch chúng ta đều phải đảm bảo được là các cái nội dung nó được có lên danh sách có lên agenda có lên schedule có lên tất cả mọi thứ để mà chúng ta khi mà vào khơi gỡ chúng ta không có bị bỡ ngỡ chúng ta không có bị ngắt gần chúng ta không có bị là thiếu sót sai sót vân vân tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái thành tố để mà tạo nên một cái sự thu thập thông tin khơi gợi yêu cầu vân vân một cách hiệu quả Đầu tiên các bạn sẽ nói về cái vấn đề là một cái bộ hướng dẫn. Thì như mình đã nói, tất cả mọi thứ chúng ta đều phải có sự chuẩn bị và việc các bạn hiểu cái cách trình bày các cái thông tin, các cái vấn đề trong quá trình các bạn làm công việc làm BI này, trong cái việc mà các bạn làm cần thu thập các cái thông tin để mà phục vụ cho công tác BI này thì nó đảm bảo rằng các cái hoạt động khơi gợi tập trung vào việc tạo ra các thông tin dự kiến ở mức độ chi tiết mong muốn. Thì tức là các bạn nên hiểu là mọi thứ khi mà chúng ta làm BA chúng ta đều phải đảm bảo được thật sự chi tiết có một cái điều mà đối với các bạn làm mình, mình có đọc trong một cuốn sách về The McKinsey Way thì nó luôn có một cái chữ gọi là facts F A C T facts thì thật chất là các bạn phải đảm bảo làm sao các bạn lấy ra được những cái facts đó thì chúng ta mới có thể đảm bảo được là cái chất lượng thu thập yêu cầu của chúng ta tốt mỗi cái hoạt động mà thu thập thông tin này có thể thay đổi có thể linh hoạt Tuy nhiên thì cái mục tiêu để mà giúp cho chúng ta hiệu quả thì các bạn cần phải xem xét một số các yếu tố sau. Thứ nhất là cái mục tiêu, cái mục đích của cái việc hoạt động khơi gợi này. Cái thứ hai là phạm vi thay đổi. Phạm vi thay đổi ở đây không phải là phạm vi thay đổi cái tiêu, thay đổi cái hoạt động, thay đổi cái chương trình, thay đổi cái chiến lược gì cả. Mà các bạn nên hiểu scope of change tức là bạn cần phải làm gì. À, chúng ta cần phải thay đổi điều gì vấn đề là đây là một cái giống như các bạn chỉ không phải là các bạn đi vào một cái cuộc meeting các bạn đi vào một cái luật uh, elicitation mà các bạn hỏi tứ lung tung trên trời dưới đất các bạn thu thập quá nhiều thông tin chúng ta rất là lãng phí thời gian và nguồn lực các bạn phải xác định rõ là chúng ta cần phải điều chỉnh cái gì chúng ta cần phải thay đổi điều gì tại vì nếu như không cần thay đổi là chúng chẳng cần công việc của ba và chúng cũng chẳng cần cái sự xuất hiện của chúng ta rồi uh, what forms are output the activity we generate những cái dạng đầu ra nào mà cái hoạt động khơi gợi này sẽ tạo ra những cái đại diện khác nhau mà kết quả hoạt động sẽ hỗ trợ các cái đầu ra thích hợp và những gì mà chúng ta đã biết và cũng như là ai sẽ là người cung cấp thông tin cho các bạn ờ, thì cái này các bạn sẽ thấy là nói về công việc BI này nó rộng hơn rất là nhiều so với cái công việc mà các bạn làm gia công phần mềm đối với cái công việc mà gia công phần mềm mà, mà mọi người hay thấy giống như công ty outsourcing Sinh giống như là các bạn bên phía team IT làm gia công phần mềm dành cho các bạn team product đất chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là các cái đối tượng của chúng ta chỉ là những cái bên sản phẩm những cái bên nghiệp vụ những cái bên khách hàng nói chung và chúng ta chỉ focus nhiều vào cái mong muốn của những cái đối tượng người dùng đó người ta cần cái gì về mặt cái sản phẩm đầu ra Tuy nhiên, đối với cái BI nói chung các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều các khía cạnh mà ví dụ như các bạn đang tư vấn chiến lược cho một công ty đi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều đối tượng mà các bạn cần phải lấy thông tin, các bạn có rất nhiều nội dung mà các bạn cần phải xem xét. Các bạn cũng phải có rất là nhiều cái yếu tố liên quan tới tóm lược, tóm gọn lại khoanh vùng lại cái phạm vi mà các bạn cần phải khơi gợi phạm vi mà các bạn cần phải thu thập yêu cầu. Ờ, thì các bạn sẽ không thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng có những cái điểm đơn giản và để làm một ba giỏi chúng ta có rất là nhiều cái cạnh mà chúng ta cần phải quan tâm rồi, thì mặc dù hầu hết những thông tin này đều được xem xét khi mà lập kế hoạch đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ nó đi đúng hướng và đặt mục đích, mục tiêu khi mà các bạn thực hiện công việc khơi gợi. Các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta đi gặp các khách hàng, chúng ta đi gặp mặt stakeholder nói chung, các bạn sẽ có là, ờ chúng ta chuẩn bị rất là kỹ nhưng mà vào chúng ta bị lan man, chúng ta bị nói trên trời vậy đó, chúng ta bị, đôi khi các bạn bị stakeholder hoặc là bị khách hàng người ta dẫn dắt thay vì là các bạn chủ động, các bạn dẫn dắt cuộc nói chuyện, dẫn dắt cuộc thu thập yêu cầu, dẫn dắt cuộc khơi gợi. À, thì các nhà ba cũng sử dụng thông tin này để làm mà đảm bảo cho tất cả mọi cái hoạt động phân tích của mình sau này của mình cho nên các bạn cũng phải đảm bảo được là những cái nội dung liên quan tới làm sao để sử dụng thông tin làm sao để mà uh, thông tin sẽ được uh, phân tích một cách cụ thể rõ ràng và các bạn cũng nên kết hợp với những cái yếu tố liên quan tới việc là các bạn dự định sẽ phân tích như thế nào các bạn dự định sẽ làm việc ra sao các bạn dự định sẽ cái phương pháp các bạn tiếp cận dự án là như thế nào vân vân và vân vân để mà các bạn có những cái nội dung mà các bạn thu thập một cách hiệu quả rồi một tiếp theo tức là chúng ta nắm bắt các cái kết quả khơi gợi, uh, khơi gợi thường lặp đi lặp lại và diễn ra trong một xuyên suốt cái quá trình dự án là sự diễn ra xuyên suốt trong tất cả một cái hoạt động về mặt phân tích nghiệp vụ. của chúng. Nếu như hoạt động uh, khơi gợi này nó không được lên kế hoạch, các kết quả sẽ được ghi lại và tích hợp vào các kết quả được lập. Nếu như các hoạt động uh, này không được uh, kế hoạch nếu như các hoạt động này không được lên kế hoạch một cách cụ thể rõ ràng thì đôi khi các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề là các kết quả sẽ không có được bỏ vào những cái nhóm, những cái phân loại một cách phù hợp cũng như là các bạn sẽ không đảm bảo được các cái kết quả đầu ra mà chúng ta sẽ sử dụng sau này. Cho nên là chung quy nó đi nó lại thì mục tiêu chính của cái chương này nó sẽ không có dài dòng đâu, nó chỉ đơn thuần là ừ làm sao để mà các bạn có thể là trao đổi, các bạn làm gì thì làm thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị trước, Ở, cho nên chúng ta luôn có cái khâu là repair elicitation, rồi từ những cái chuẩn bị đó chúng ta đi vào cái cuộc cái gợi đi vào cái cuộc nói chuyện và chúng ta đưa ra một cái giải quyết phù hợp chúng ta đưa ra một cái chương trình mà chúng ta trao đổi một cách phù hợp chứ chúng ta không có kiểu lan man phần tiếp theo là các cái công cụ mà chúng ta cần phải sử dụng để mà nó hỗ trợ cho cái kết quả khơi gợi nó tốt hơn đầu tiên là cái ba approach các bạn sẽ thấy cái cách tiếp cận nó luôn ảnh hưởng tới cái cách hoạt động cái cách khơi gợi vì nó sẽ xác định được cái kết quả đầu ra cái existing business analysis information những cái cái thông tin phân tích nghiệp vụ hiện tại có thể hướng dẫn các cái câu hỏi được đặt ra trong quá trình khơi gợi và cách tiếp cận được sử dụng để thu thập thông tin từ các bên liên quan khác nhau stakeholder engagement approach cách mà chúng ta biết được là ai sẽ kết hợp với chúng ta ai là người liên quan ai là người sẽ phối hợp với chúng ta để hoàn thành cái cuộc khơi gợi này supporting materials các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm không phải khơi gợi nó không chỉ đơn thuần là chúng ta nói chuyện mà chúng ta còn phải đọc tài liệu chúng ta phải xử lý rất là nhiều cái thông tin cho nên là các bạn cũng phải chuẩn bị lực là, là, các danh sách các cái tài liệu cần thiết mà cần các cái stakeholder cung cấp cần các cái sự hỗ trợ của stakeholder để mà đảm bảo được cái kết quả đầu ra khi mà chúng ta thực hiện khơi gợi về mặt technique chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ trong cái chương về mặt technique stakeholder stakeholder ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất đó là customer sẽ cung cấp thông tin phân tích nghiệp vụ có giá trị trong quá trình khơi gọi domain subject matter expert có chuyên môn về các khía cạnh khác nhau trong các cái tình huống khác nhau và có thể cung cấp các thông tin ba một cách cần thiết end user người dùng cuối sử dụng các cái giải pháp hiện tại và tương lai thứ hai là implementation sme à, các bạn sẽ thấy là ở trên có domain sme và dưới đây có implementation sme một cái thuật ngữ mới thì nói với domain chúng ta nói về những cái chuyên gia các cái lĩnh vực các ngành nghề khác nhau còn nói với implementation cái việc triển khai này thì chúng ta sẽ thiết kế một cái giải pháp và cung cấp thiết kiến thức chuyên môn đồng thời có thể tham gia vào việc khơi gợi bằng cách đặt các câu hỏi làm rõ và đưa ra các giải pháp thay thế sponsor nhà tài trợ ủy quyền và đảm bảo các bên liên quan cần thiết tham gia vào việc khơi gợi any stakeholder bất kỳ liên bên liên quan nào có kiến thức hoặc kinh nghiệm liên quan tới cái việc mà các chủ đề tới với cái business case để mà chúng ta tham gia vào các hoạt động khơi gợi này kết quả đầu ra kết quả đầu ra nó là một cái kết quả mà thông tin khơi gợi đã được định dạng cho một cái hoạt động cụ thể thì ở đây các bạn sẽ thấy có chữ unconfirmed Ờ, tại sao là Unconfirmed? Tại vì các bạn nên hiểu là đây cũng chỉ là một cái bước khởi đầu thôi, nó cũng chưa phải là cái kết quả đầu ra cuối cùng. Thì tất nhiên là khi mà các bạn chưa có một cái kết quả đầu ra cuối cùng và các bạn chưa được phê duyệt, các bạn chưa được approve vân vân, thì các bạn sẽ có những các cái thông tin đã được khơi ra, đã được lấy ra, chứ không có một cái thông tin nào đã được chốt điêu là Ừ, với những thông tin đó tôi đưa ra những yêu cầu như vậy và tôi sẽ có những cái kế hoạch thực hiện rõ ràng cụ thể để mà thỏa mãn những yêu cầu đó. À, thì qua cái chương này các bạn sẽ thấy là khá là đơn giản đúng không ạ? À? Nó chỉ là cái công việc là chúng ta đi thu thập yêu cầu, chúng ta đi khơi gợi và thu thập yêu cầu thôi. Thì tất cả mọi cái yếu tố, tất cả mọi cái kết quả nó thành công hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc các bạn lên kế hoạch, cái cách mà các bạn tiếp cận cũng như các bạn đảm bảo được là các cái bên liên quan cần thiết người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình thực tế. Hy vọng là với cái chương này các bạn sẽ kết hợp nhiều với cái chương trước để mà chúng ta đảm bảo được một cái sự khơi gợi, một cái sự trao đổi yêu cầu một cách xuyên suốt à, cái nó không có bị ngắt quãng mà nó cũng không có bị lớn ngớ nó không có bị là thiếu vân vân để mà đảm bảo cái chất lượng đầu ra của BA. Hello, hai lúa cho các bạn Chúc các bạn thành công